Ok, kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị nha. Thì hôm nay đã là ngày tối ngày 28 Tết rồi. Thì ở bên Việt Nam là cũng đã sáng ngày 28 Tết rồi. Thì mình làm video ngắn này để giới thiệu với quý vị là mình cũng đang chuẩn bị Tết, dọn dẹp nhà cửa, hút bụi rồi này kia. Ông xã mình thì cũng phụ mình lau dọn bàn thờ nè, mình thì đang hút bụi nè, rồi mấy đứa con mình á, mình cũng chỉ cho nó dọn dẹp nhà cửa nè, rồi Clean up dọn cái đây. đồ chơi bỏ vô thùng rồi đàng hoàng nè, thấy không? Đó, rồi thì mình cũng tạo cho một cái không khí Tết giống như bên Việt Nam á, quý vị. Thì những ngày cận Tết thì người thì đi mua sắm, người thì dọn dẹp nhà cửa. Như mấy ngày trước thì mình cũng đã đi mua sắm rồi, mình có bánh tét rồi làm kẹo đậu phộng, kẹo thèo lèo này kia thì mình cũng đã khoe với quý vị rồi. Thì bây giờ hôm nay là ngày mình phải ở nhà dọn dẹp, cho mấy đứa con mình cũng phụ dọn dẹp luôn. Giống như hôm bữa Dọn quý vị dẹp nhớ không, mình bỏ đồ làm chơi kẹo vô thèo trong lèo thùng đó, này để thì mình chuẩn cũng rang đậu bị phộng lên, xong rồi ăn cái mình cũng Tết nhờ con của mình gọt vỏ đậu quá. phộng Chu quá giùm á, là gì? thì mình cũng kiếm cái gì Yumin đó chu cho nó quá là làm gì? để phụ mình, để cho nó có cái không khí Tết đó quý vị, cũng giống như ở bên Việt Nam vậy đó quý vị. Thì Dọn dẹp vui quá hả? mình cũng đang kêu nó phụ dọn dẹp này kia để cho có cái không khí Tết. Thì bên cạnh đó thì mình cũng giặt đồ, giặt đạc rồi này kia, đó dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, giặt đạc. Bình thường thì cũng khoảng một tháng thì mình cũng giặt ra giường, giặt mền một lần, nhưng mà gần Tết rồi thì mình cũng muốn giặt giặt đồ, giặt đạc, giặt ra mền, giặt ra gối này kia để chuẩn bị ăn Tết rồi cho nó vui vẻ. Tại vì cũng như quý vị đã biết là năm nay là dịch bệnh COVID-19 thì cũng không có đi đâu được. Gặp Là tiểu bang đang mình ở ngoài thì đang dọn dẹp. rất là lạnh nữa, cho nên là mình cũng ở trong nhà rồi phụ làm dọn dẹp để cho nó có cái không khí Tết. Bên cạnh đó thì mình cũng chở con trai của mình, con gái của mình đi hớt tóc để cho có tóc đẹp để ăn Tết, rồi cho nó vui. Xe chút xíu đi con, xe chút xíu mới thấy Và đường cắt. mình cũng chở má mình đi hớt tóc Vậy cô luôn. Dung phải lấy cái Thì khăn ướt đây là trùm con trùm lên trai của hả? mình cũng đi hớt tóc đó, hớt tóc mùa Covid đó quý vị. Thì người hớt tóc cũng đeo khẩu trang, rồi người được hớt tóc cũng đeo khẩu trang đó, con nít, người lớn, rồi người già, rồi gì cũng đeo khẩu trang hết. Rồi mình chở đi thì cũng đứng cách xa 6 feet đó, rồi cũng phải đeo khẩu trang đồ đàng hoàng hết luôn đó quý vị. Thì cắt xong một người á, thì người ta cũng lau chùi sạch sẽ, xịt sanitizer để vô cái ghế để cho nó sạch sẽ. Rồi thì mình cắt tóc về rồi thì mình cũng rửa tay, cũng cũng tắm rửa thêm. Thứ nhất là mình cắt tóc thì ít người thì tóc con nó cũng dính trên người của mình, thì mình cũng tắm rửa, thứ nhất là cho nó sạch sẽ, thứ nhì nữa là cái tóc mà dính trên người mình á, thì nó cũng cũng trôi đi luôn đó. Đây là con gái của mình cũng đi cắt tóc luôn đó quý vị, thấy không? Nó cũng phải đeo khẩu trang Nãy bà luôn. ngoại xong giờ tới con gái. Thì bữa nay mình chở bà ngoại Chị đi bác nè, rồi hai đứa con mình đi hớt tóc để có tóc đẹp để ăn Tết. Riêng phần mình á, thì mình cũng đã lo hồi tuần trước rồi, chứ để cận Tết quá rồi đi nguyên ngày thì nó rất là nhiều việc, mất thời gian. Bên cạnh đó thì mình cũng nhờ ông xã mình dọn dẹp bàn thờ để mà có bàn thờ sạch sẽ để mà ăn Tết đó. Dọn dẹp mà khung hình rồi mang xuống, đèn đuốc rồi thì cũng mang xuống, lau chùi rồi bụi rồi cho nó sạch sẽ đó. Lau chùi xong rồi thì thầy trưng lên lại rồi cho nó sạch. Bên cạnh đó cũng lau dọn bàn thờ, bố chồng với bố ruột của mình
để cho nó sạch sẽ để mà có cái bàn thờ đẹp giống như bên Việt Nam mình á. Những cái không khí gần ngày Tết đó thì nó rất là vui. Mỗi người phụ một tay, người thì lau bàn thờ, người thì lau lư hương, không cần cũng người được. Thì quét vôi đồ này kia, trang hoàng nhà cửa cho nó đẹp để mà ăn Tết. Thì ở bên Mỹ cũng vậy, thì mình cũng cố gắng làm giống như là ở bên Việt Nam để cho nó có cái không khí Tết nha cả nhà. Đó, đó, quý vị thấy không? Được chưa? Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã xem video của mình nha. Và mong quý vị cũng ủng hộ kênh của Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ trong thời gian sắp tới. Quý vị nào mà lần đầu tiên xem kênh của Nga Nguyễn, xin hãy nhấn nút like, nút share và nút ấn chuông để nhận được video mới nhất của Nga nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.